Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em nhé. Hôm nay thì em lên một cái mẫu sản phẩm mới về nên muốn gửi đến và chia sẻ đến cho mọi người. Mọi người tham khảo đấy, thì hợp với mọi người thì mọi người có thể liên hệ với em nhé để em gửi hàng đến cho anh em. Thì cái mẫu này là cái mẫu máy massage cầm tay. Đấy, thì em sẽ chia sẻ đến cho mọi người này. Khi mở ra thì chúng ta sẽ đầy đủ các bộ combo của nó như thế này. Đấy, gồm cho chúng ta một cái cắp sạc tai si nhá, chuẩn tai si luôn anh em ạ. Đó, một cái cắp sạc chuẩn tai si. Và trong đây là những cái phụ kiện, đấy, cái tay đấm này, rồi tay chữ U này, rồi những cái phụ kiện ở đây. Đấy, sản phẩm chính của chúng ta thì nó là một cái tay massage cầm tay như thế này. Đấy, nó rất là nhỏ gọn và rất là khỏe, chắc chắn, cầm nặng tay. Đó. Thì ở đây nó đến từ thương hiệu Hakari. Đấy, các bác có thể quan sát này, thiết kế ở đây là những một cái đường viền màu vàng. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và cảm giác rất là chắc chắn nhá, rất là chắc chắn. Ở đây thì nó sẽ thiết kế cho chúng ta là một cái rắc cắm sạc tai si, mọi người ạ. Mọi người cắm sạc vào đây giúp em, và cái phần đầu này chúng ta sẽ cắm vào cái củ sạc điện thoại của các bác nhá. Đó, và ở trên này nó là một cái công tắc tắt bật. Đấy, mọi người cứ giữ lì cho em là nó sẽ lên thôi. Cơ cấu hoạt động của nó cực kỳ đơn giản. Cái đầu này thì các bác cắm rô ở đây. Đấy, cắm rô ở đây thành một cái massage cầm tay nhá. Con này rất là đa di năng. Đấy, mọi người giữ lì cho em một phát là nó sẽ lên này. Nó sẽ tự đấm luôn cho anh em này. Đấy, đây là tự đấm nhá. Đấy, mọi người ấn mạnh vào này. Đấy, cái con này dòng này nó kết cấu là nó ấn nhẹ như này thì nó rất là đơn giản, nó đấm ra đấm vào rất là mềm mại. Mọi người muốn đấm mạnh nữa thì mọi người dí tay vào giúp em này. Đấy, nó từng nấc này. Đấy, từng nấc nhá, từng nấc luôn. Đấy, mọi người thấy tay nó rung không? Đấy, mọi người muốn thí dụ như là các bác mà cái phần thịt của nó ít, cái phần thịt ấy ít thì các bác đưa nhẹ nhàng như này thôi. Đấy, tối đến là các bác đấm xoa bóp cho người thân các kiểu ở đây này. Đấy, bà đấm cho ông đấm cho bà. Đó, thì cái dạng như này nó rất là hay đây. Các bác muốn cấp độ lên thì các bác ấn một nút nữa lên này. Đấy, ấn một nút nữa lên là nó sẽ lên cấp độ nhanh bình thường. Đấy, cấp độ nhanh nhá. Các bác muốn cấp độ nhỏ thì ấn ở đây, ấn nút đằng sau này. Các bác dí vào thì là dí mạnh mà ấn mạnh vào thì cấp độ nó lên cao hơn. Đấy, cấp độ lên cao hơn này, các bác nhìn này. Đó, khi mà các bác muốn tắt bật ấy thì các bác giữ lì cho em là nút tắt nhá, giữ lì cho em khoảng 3 giây là nó tự tắt, và giữ lì cho em 3 giây nó khoảng là nó sẽ là bật. Đó, thì con này nó đến từ thương hiệu Hakari Made in Japan nhá. Để em đo tổng thể. Đấy, em bỏ cái núm này ra này. Để em đo tổng thể của nó này, nó vẫn còn mới nguyên nhé, chưa qua sử dụng đâu anh em ạ. 14 phân. Đấy, tổng thể của nó là 14 phân và chiều cao của nó đâu đó là khoảng tầm 13 phân rưỡi các bác nhá. 13 phân rưỡi đây này, em áng chừng cái độ vòng nhá, 13 phân gì đấy. Đấy. Rồi, độ bề dày thì mình sẽ cầm nắm như này trong vòng một cái bàn tay của mình luôn. Nó không to quá như một cái massage lớn, nhưng mà cái tầm này rất là vừa vặn, cầm rất là chắc tay. Thì cái dòng này giá của nó thì rẻ lắm anh em nhé. Giá của nó rẻ lắm. Giá của sản phẩm này chỉ có 330.000 đồng. Đấy, 330.000 đồng. Và em đang chạy chương trình là bao ship cho anh em 300k trong vòng 2 ngày đó. Đấy, thì sẽ là có một cái kết nối là một cái nắm đấm như này. Đấy, một cái nắm đấm như này. Tiếp theo là cái chạc này. Khi chúng ta đấm vào cái sống lưng ấy, thì nó sẽ đi vào cái đường rãnh này. Đấy, chừa cái sống lưng ra. Đấy, rồi các tác vụ khác nhá, tác vụ khác. Đấy, ở đây nữa này, một cái massage như này nữa này. Đấy, cái massage này thì nó đấm đều hơn này. Đấy, con này rất là hữu dụng cho mọi người. Anh em nào thích cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với em nhá, có thể liên hệ với em này. Đấy, anh em lên mã giúp em là máy massage nhá, máy massage Hikari, giá là 330.000 đồng. Ok anh em ha. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em đang có một cái dòng, đó là dòng máy đo huyết áp. Thì một hộp của nó như này, đây là dòng máy đo huyết áp điện tử nhá, mà rất rất là dễ dùng thôi mọi người nhá, rất là dễ dùng. Thì bây giờ em sẽ
sẽ mở một cái ra để giới thiệu đến cho mọi người đây. Cái này thì nó được làm bằng dán cái băng keo vào đây rồi. Đấy. Mọi người yên tâm nhá. Cái máy đo áp huyết này thì nó liên quan tới sức khỏe con người, nên là em cho các bác nhận hàng kiểm tra test thử đàng hoàng. Đấy, test thử đàng hoàng giúp em. Đấy, rồi là mình ưng ý thì mình mới trả tiền nhá. Đấy, không ưng ý không cần trả tiền. Đấy, các bác cho quay đầu auto, quay đầu hàng về giúp em. Đấy, trong này thì nó có một cái quyển sách hướng dẫn này, rồi một cái sổ ghi chép cho các bác này. Đấy, các bác ghi chép ngày tháng, rồi là cái sức khỏe hôm nay mình đo là bao nhiêu ghi vào đây, để mình sẽ tiện cái thăm thang sức khỏe của mình. Đấy, nó đo được nhịp tim, đo được áp huyết, huyết áp. Đó, thì cách dùng này, số 1 là mọi người bó vào đây giúp em này. Đấy, cách cái cổ tay là 1 cm này, và bấm những cái nút ở đây này. Đấy, nó có 2 nút thông thường thôi. Đấy, thì ở đây nó có những cái từ tiếng Anh. Đấy, có các từ nước, từ tiếng Anh này. Đây, để em xem nào. Đấy, có cả tiếng Thái Lan các kiểu đây này. Đấy, tiếng các kiểu đây mọi người nhá. Thì cái này mọi người về nghiên cứu sau nhá. Mọi người về nghiên cứu sau, có một cái quyển hướng dẫn ở đây. Đó, sản phẩm của nó thì nó sẽ như này nhá mọi người nhá. Ở trên đầu này thì nó là một cái nắp đậy. Đấy, một cái nắp đậy mọi người tháo ra giúp em. Đó, nắp đậy để sẽ là bảo quản được cái màn hình này và những cái nút ở đây. Nút ở đây. Đó. Và ở đây là cái này nó sẽ bó vào tay mình này, bó vào tay mình này. Dưới này thì các thông số của nó ở đây nhá các bác nhá. Cái này thì nó được là bán trên thị trường Đức anh em nhá. Đây này, Germany này, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, còn đây là những cái các thông số của nó ở đây, thì các bác có thể tham khảo nhá. Đấy, mọi người yên tâm, mọi người được nhận hàng kiểm tra đấy trước khi thanh toán, mọi người được test thử đàng hoàng luôn. Cái này thì nó được dùng bằng pin đấy, một cái đôi pin điều khiển điều hòa đấy mọi người ạ. Đấy, rất là dễ dùng, dễ mua anh em nhá. Đây mọi người lắp một đôi cái pin tiểu nhỏ để lắp vào trong điều hòa nhá. Đấy, mọi người lắp vào đúng âm dương giúp em này. Đấy, xong là chúng ta sẽ test thử nhá, test thử. Thì mai em sẽ cố gắng để tặng cho mọi người một cặp pin đấy, để cho mọi người đến nơi là mọi người test được luôn. Mọi người ưng ý mọi người mới cần thanh toán nhá. Đấy, có lỗi đâu thì em sẽ mang đi bảo hành cho anh em. Đấy, cái này dòng này nó liên quan tới sức khỏe con người, nên là mọi người yên tâm, mọi người trải nghiệm mà không ok, đo nó không thực tế, thì đo nó không chuẩn với những cái máy của các bác, thì các bác có thể báo em để em có thể tiếp nhận em mang đi bảo hành cho anh em. Đấy, thì cách thức các bác cách cái cổ tay cho em một phân nhá, một phân, và mọi người ấn cho em cái nút này. Đấy, một lúc thì nó sẽ bóp, nó sẽ hút và nó sẽ đo cho mình. Đấy, mọi người giơ tay lên cùng với bằng cái nhịp tim của mình này. Đấy, thả lỏng tay ra. Đấy, nó đang bóp phải rất là chặt này này. Đây. Đấy, mọi người đợi một chút thì là nó sẽ gì nhá. Nó sẽ đo cho mình này. Thì cái này, những cái chức năng này thì em chưa khám phá hết này. Đấy, thì mọi người về tự tìm hiểu nhá. Thì em chỉ đo tạm thời như này để tránh, để cho nó đỡ mất cái thời gian của mọi người xem video. Anh em nào chưa thích cái mã này thì có thể tời qua giúp em nhá. Đấy, thì các bác vui lòng giúp em xin nút like, nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn toàn thể anh chị em này. Khi mà em đo được ấy thì đây này, nó sẽ là thông báo như này này. Đấy, 90, nhịp tim của em 90 đúng không? Huyết áp là 123. Đấy, 123. Đấy, bây giờ em thử đo lại phát nữa xem nào. Đấy, mình tắt xong là mình ấn một nút nữa nhá. Ấn một nút nữa, bắt đầu nó lại làm lại từ đầu cho mình này. Đấy, nó đang bò sát, rất là bó sát luôn. Đây ạ. Đấy, mình sẽ giơ lên cùng với cái nhịp bằng với cái thang tim của mình, bằng với cái mức tim của mình, giơ tay cao lên. Thì cái này em sẽ giới thiệu kỹ lưỡng cho anh em này. Đấy, giới thiệu kỹ lưỡng, anh em yên tâm nhá. Không có vấn đề gì cả, nó có trục trặc em sẽ sẵn sàng em đổi trả cho anh em luôn và mang đi bảo hành cho anh em nhá. Đấy. Cái này thì đây này, nó báo 90 này,
76 này, không biết là cái gì nhỉ? Cái này là 76 90, chắc nhịp tim là 90, còn huyết áp của em là 124 các bác ạ. Đấy, xong các bác dùng xong các bác ấn một nút là tắt đi nhá. Tắt đi. Đấy, còn cái nút này là không biết là cái chức năng này, chức năng xem lại này. Nó ghi nhớ lại cho các bác này. Đấy, ghi nhớ lại này. Đầu tiên thì là 90 này, huyết áp 124 này. Đấy. Đấy, nút thứ hai là 90 123 này. Đấy, 123 thì nó chênh nhau, huyết áp là chênh nhau 123 124 các bác ạ. Đấy, nó cũng tương đối là chuẩn nhá, tương đối là chuẩn. Còn không biết là đến mọi người test hàng nhá, mọi người test hàng. Rồi em báo giá cho anh em cái dòng sản phẩm này là 620.000 đồng, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí ship đến tận nơi, anh em kiểm tra hàng, test thử. Đấy, ưng ý thì trả tiền, không ưng ý cho quay đầu hàng. Rồi ok anh em nhá, miễn sao là phục vụ các bác chu đáo, nhiệt tình, các bác mua hàng ưng ý. Đấy, ok anh em, giá 620.000. Sản phẩm tiếp theo thì em về thêm được cái mẫu chảo, chảo này, chảo inox của Đức. Đấy, nó đến từ thương hiệu Made in Germany. Hàng sorry mọi người. Ừ đúng rồi đây, Made in Germany này. Đấy, hàng của thương hiệu Winling. Thì cái con này chảo của nó được làm bằng inox nhá. Inox. Thì mọi người ơi, cái này là mọi người dùng bằng chảo xào nhá, chảo xào. Đấy, con này nó không chống dính được cho anh em đâu. Đấy, đường kính của nó là 30, đường kính bên trong của nó là 30.02 phân thôi, 30.02 phân thôi. Đấy, phù bì của nó là 31.5. Đấy, tổng thể của nó. Đó, thì mọi người dùng cái con này, dùng bếp từ, bếp đấy, dùng bếp ga các kiểu được hết nhá. Con này thì anh em dùng chảo xào là chủ yếu nhá, chảo xào chủ yếu. Ở đây thì những cái mặt như này ấy, thì nó sẽ không chống dính được cho mọi người. Đấy. Và một cây chảo như này thì giá cho các bác là 300.000 đồng nhá, 300.000 đồng. Chảo này, chảo xào của thương hiệu Winling. Chảo xào của thương hiệu Winling. Ở bên này thì em đang có những cái dòng mẫu chảo Nhật. Đấy, thì video này em sẽ xả kho cho anh em mấy cái dòng chảo Nhật này nhá. Chảo Nhật này thì em đang có còn có hai mã thôi. Đấy, còn có hai mã là chảo đường kính 20 và đường kính 24. Thì cái mã này á là đường kính 20, và chảo này nó đến từ thương hiệu Shikisai. Đấy, Shikisai, hàng Made in Japan. Made in Japan, cán của nó đây. Đấy, cán của nó đây. Thì mọi người về bỏ ra cho em này, cái con này rất là chống dính, rất là ngon lành. Đấy, con này chảo 20 anh em có thể rán trứng và các thứ. Gia đình mà có một vài người, 4 người thì dùng cái chảo nhỏ hai đường kính 20 này rất là tiện và nó nhẹ nhõm. Thì cái dòng chảo này, đít của nó thiết kế những cái lỗ này để tạo độ vân, độ nhám. Đấy, tạo độ ma sát, đến từ thương hiệu Shikisai này, Made in Japan này. Đấy, Japan này mọi người nhá, Shikisai được dập chìm ở trên đít chảo này luôn này. Đấy, các bác để ý kỹ giúp em. Đó, đường kính là 20. Đấy, con này rất là ngon. Anh em dán mỡ, dán trứng, kể cả không mỡ cũng dán được luôn. Đấy, dòng chảo Nhật như này. Thì em báo giá cho anh em cái dòng sản phẩm này nhá. Đây, em sẽ báo giá cho anh em nhá. Đấy, con này trước là 300k này. Đấy, xuống còn 270k này. Đó, ok anh em nhá, 270k một cái dòng chảo như này. Đó, rất là tốt nha anh em nhá, sử dụng rất là tốt. Và mã chảo 24 này. Đấy, mã chảo 24 nhá. Con này thì vừa vặn này, nhà 6 7 người dùng rất là ngon. Anh em lưu ý nha, dùng được cả điện bếp từ Nhật thì quá là tuyệt vời, bếp từ Nhật, bếp từ Đức, bếp từ Mỹ. Đấy. Con này 350 này. 350 này. Xuống còn 320. Đấy, 320. Đó, ok anh em nhá. Anh em mua cả một cái combo như này này, cả một cái combo như này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá tốt hơn nhá. Đấy, thí dụ con này 320. Đấy, còn 250 với 300 là 550. Đấy. Cả combo này là cả hai chiếc là 550 đi. Đấy. Là bao ship cho anh em nhá. 550. Anh em lên mã giúp em là chảo Nhật nhá. Chảo Nhật. Đấy, còn các bác nào lấy con nào thì báo đường kính. Đấy, chảo Nhật. Ok anh em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em đang có một cái bộ khẩu này. Đấy, bộ khẩu xách tay này anh em dùng trong gia đình.
đấy cũng rất là hay. Và các bác mà có ô tô ấy thì nên có một cái bộ như này đặt trong cốp xe của mình đấy, khi mà gặp trục trặc ấy thì chúng ta có thể thay thế được cái bánh xe ấy khi mà nó bị lủng hay bị gì đấy, gặp sự cố các bác nên có một cái, giá thành nó rẻ lắm. Đấy, bộ này là bộ khẩu Kabushi Japan nha mọi người nhá. Bộ khẩu Kabushi Japan thì cái bộ này á nó có từ đầu khẩu 8 cho đến 24. Đó, 8 đến 24 và một thanh nối dài, một tay tay xoáy nhanh ở đây, tay cần xoáy nhanh của nó đây. Và nó đến từ Kabushi Japan nhá, được chất thép CRV và nó được in chim ở trên cái thân tay này. Đấy, các bác nhìn cái thân cán tay cầm của nó đã thấy nó chất lượng rồi. Đó đây này. Đấy, phần đầu cán của nó như này nhá. Phần đảo chiều này các bác này, phần đảo chiều này. Các bác đút khẩu khẩu vào đây thì các bác ấn cái này xuống nhá, ấn này xuống. Đấy. Đây là một cái thanh nối dài này. Đấy, các bác dùng cái bộ này cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy. Thanh nối dài của nó đây. Đó, thanh nối dài của nó đây nhá. Đấy thì đảo chiều đây này các bác này. Đảo chiều ngược lại này. Đấy. Và con lớn nhất của nó là con 24 nhá các bác nhá. Con 24. Đấy, 24mm. Đấy, khẩu Kabushi Japan này. Khẩu Kabushi Japan này. Đấy, đầu khẩu của nó nhá. Thì nó từ 8 cho đến 24. Đấy, các bác xoáy cái này rất là ngon lành luôn. Xoáy rất là ngon lành. Đấy, giá là 330.000 đồng. Đấy, 330k. Thì anh em lên mã giúp em là K1 đi. Đấy, K1 nhá. Đấy, thì đây em sẽ viết mã ở đây giúp anh em báo giá, báo mã giúp em nhá, K1. Đấy, cái này thì không có chỗ viết rồi. Không có chỗ viết rồi. Anh em lên mã là K1 nhá. K1 là 330. Ok anh em này, K1 là 330.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu cho anh em bộ khẩu đủ luôn nhá. Đấy, bộ khẩu đủ 24 chi tiết. Đấy, đầu 1/2. Đấy, hàng của Kabushi Japan luôn nhá mọi người nhá. Hàng của Kabushi Japan luôn. Thì các bác nhìn thấy cái bộ khẩu đủ của nó thì hình dáng của nó như thế này nhá. Hình dáng của nó như thế này. Và bây giờ em sẽ chia sẻ đến cho anh em luôn. Đó, về hình thức bên ngoài thì các bác có một cái hộp tôn như này rất là ngon lành này, hộp tôn màu và màu cam, màu vàng cam này. Đấy, rất là chắc chắn nhá, rất là chắc chắn. Thì ở trong này ấy, nó sẽ có khẩu từ 10. Đấy, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Đấy, cho đến 32 nhá mọi người nhá. 32. Thì đây là một cái bộ khẩu đủ nhá, bộ khẩu đủ cho anh em này. Đấy. Và về cái bộ khẩu đủ như này thì nó sẽ có cho anh em một cái tay công dài là hơn 40 phân. Hơn 40 phân như này. Đấy, khoảng 40 phân. Đây là tay công nhá, tay công các bác có thể gập cái đầu này lại được này. Đấy, quay sang bên này được. Đấy, tay công rất là dài, hơn 2 gang tay của em, hơn 2 gang tay của em, khoảng 2 gang tay này. Đấy, 2 gang tay. Đấy, đây là tay công nhá, tay công. Đó, tay công đây. Và tiếp theo là sẽ là có hai cái đầu nối dài như này nữa. Đấy, hai cái đầu nối dài nhá. Các bác thích nối dài nữa thì có thể là cắm này thêm, còn bình thường là những cái nối dài ngắn và dài như này. Đấy, nối dài. Đấy, tiếp theo là một cái này nữa này mọi người này. Cái này thì có thể mình di chuyển được. Đấy, mình cắt, mình cho đầu khẩu vào đây. Đấy, cần thiết các bác thêm phần công vào đây này. Đấy, thêm phần công vào đây. Đấy, nó rất là đa di năng cái dòng sản phẩm như thế này. Đó. Thêm tiếp theo là một cái đầu lắt léo này. Đấy, các bác khoáy xoáy một cái con ốc ở góc khó ấy, thì các bác dùng cái dòng đầu lắt léo này. Đấy, chúng ta xoáy kiểu nào cũng xoáy được. Đấy, rất là tiện luôn. Bộ này bộ khẩu đủ nên là nó rất là nhiều tính năng. Thì tay cầm của nó thì cũng như cái con K1 kia thôi. K1 kia thôi. Đấy, tay cầm Kabushi Japan, Kabushi Japan được dập chìm ở trên thân luôn, chất thép và CRV như này nhá. Đấy. Thì các bác kết nối vào đây giúp em này. Đấy, các bác thích xoáy này. Đấy, rất là tiện lợi, rất là tiện lợi. Và con khẩu to nhất
của cái bộ này ấy, nó là khẩu 32. Đấy, khẩu 32 hàng của Kabushi Japan nhá mọi người nhá, hàng của Kabushi Japan. Chất thép là chất thép CRV này thì nhìn rất là khôn nhá. Những chất thép này rất là khôn luôn anh em ơi. Đó. Thì anh em lên mã giúp em cái bộ như này. Cái bộ như này thì nó là K2 nhá. K2 giá 800k. 800k em bao ship đến tận nơi, tận nhà, tận ngõ cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra rồi mới thanh toán nhá. Đấy là cái quyền lợi của mọi người nhá. Quyền lợi của mọi người được nhận hàng, kiểm tra rồi mới thanh toán, anh em không nghĩ có thể quay đầu hàng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho anh em một bộ kìm. Bộ kìm này thì nó được bán trên thị trường Đức nha mọi người nhá. Nó được bán trên thị trường Đức. Hàng này thì nó là đến từ thương hiệu của Kabushi Japan ở đây mọi người nhá, Kabushi Japan. Và có cả mã vạch quét luôn cho anh em này. Hàng thương hiệu nên anh em yên tâm. Đấy, Kabushi Japan này. Đó, Kabushi Japan này. Thì sản phẩm này á, nó được bán dành riêng cho thị trường Đức anh em nhé. Anh em để ý này, Quality Germany được in nổi ở trên thân kìm. Đấy, các đầu kìm ở đây này. Thì sản phẩm nó sẽ có đầu tiên là một con kìm mỏ nhọn. Đấy, một con kìm mỏ nhọn. Một con kìm cắt thông thường. Đấy, con này cắt thì cực kỳ là ngon rồi. Đấy, nó rất là hàm hố, rất là sắc bén nha anh em nhá, rất là sắc bén. Và một con kìm đầu bằng nha các bác nhá. Kìm đầu bằng như này, Quality Germany. Đấy. Chất của nó cực kỳ là đỉnh cao luôn. Và anh em mua cả bộ combo như này thì sẽ tiết kiệm cho được mọi người là 70.000 đồng. 70.000 đồng. Thì giá combo 3 bộ 3 chiếc như này giá là 500.000 đồng. Đấy, 500.000 đồng là 3 cây. Còn nếu các bác muốn mua lẻ thì em sẽ báo giá lẻ từng cây một. Đấy. Cây kìm mỏ nhọn như này, mỏ nhọn giá nó đầu mỏ của nó rất là dài như này. Mỏ của nó rất là dài như này thì giá là 170.000 đồng. Tiếp theo hai cái cây như này thì mỗi cây giá là 200.000 đồng mọi người nhá. Cây kìm đầu bằng 200k và cây kìm cắt cũng là 200k. Đó, vị trí anh em mua nếu mua lẻ thì sẽ là không được bao ship mà nó đắt hơn rất là nhiều. Anh em mua cả bộ ba như này giá là 500k thì em sẽ bao ship đến tận nơi cho anh em. Đấy, và các bác được tiết kiệm được khoảng 70.000 đồng. Ok anh em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ lên giới thiệu đến cho anh em một cái mã bơm 2T của Nhật. Nó đến từ thương hiệu là Tozama hàng Made in Japan. Thì cái dòng bơm như này á, nó sẽ bơm được cho mọi người lên tối đa là 10 cân hơi. Đấy, 10 kg hơi. Và cái kim này nó sẽ báo theo cái cân hơi của các bác nhá. Đấy, chứ không phải là kim nằm yên đâu, kim làm trang trí đâu. Kim này nó sẽ đo được cái áp suất hơi của các bác khi bơm bánh. Và con này nó có thể bơm được ô tô 5 chỗ cho mọi người được luôn. Đó. Phần đầu này á thì nó sẽ có bơm xe đạp. Đấy, bơm xe máy, xe đạp điện các kiểu. Phần này thì có thể bơm hơi, bơm bóng bay, bơm bóng đá rồi là bơm xe đạp. Đó. Đấy, rất là ngon lành cho anh em này. Phần đầu bơm này nó là cái phần đầu bơm áp lực cho anh em. Đấy, đảm bảo cho anh em là không bao giờ bị hỏng cái này, không bao giờ kể cả căng hơi bơm 10 cân hơi cũng không bao giờ nổ cái dòng này. Đấy, thì cái sản phẩm này nó rất là chắc chắn cho mọi người này. Đấy, chắc chắn cho mọi người. Đấy, lò xo nó đẩy lên rất là căng. Mọi người có thể ấn bằng tay cũng được. Đấy, nó là hai bít tông nhá, hai bít tông đến từ Tozama hàng Made in Japan như thế này. Đấy, hai bít tông này rất là chắc nhá các bác nhá. Giá thì rất là rẻ thôi, chỉ có 300.000 đồng. Đấy, hôm nay là được bao ship cho anh em đến tận nhà. Mọi người lưu ý nhá, mọi người nhận hàng kiểm tra rồi ưng ý thì sẽ là thanh toán giúp em qua cho anh ship. Đấy, mọi người nên kiểm tra hàng giúp em nhá, chứ còn nhiều người nó không cho anh em kiểm tra hàng là không phải đâu nhá. Đấy, shop em là yêu cầu mọi người kiểm tra hàng đồng kiểm với shipper. Rồi, em báo giá luôn cho anh em cái dòng này là 300k. Đấy, em bao ship cho anh em rồi này, hôm nay bao ship cho anh em nhá. Rồi, tiếp theo thì em sẽ chia sẻ đến cho anh chị em một vài cái mã về đồ làm vườn nhá mọi người nhá. Đồ làm vườn ý, thì ở đây em đang có những cái cây kéo tỉa lá, tỉa tán. Đấy,
lá tỉa tán, thì dạng này nó là dao kéo tỉa tán nhá, hàng made in Japan. Đấy, để em bật cái đèn chợ sáng lên cho nó sáng tí nữa nào, nó hơi tối rồi. Đấy, con này thì nó được mỏ của nó là tương đối là dài. Đấy, mỏ của nó đây là một gang tay của em như này, thì con này anh em tỉa tán rất là sướng nhá, tỉa tán rất là sướng ở đây này. Đấy, thì các bác tỉa vùng quanh cái tán cây, đấy, trên dưới đều được luôn. Anh em mình thay thế một cái kéo to như này nhá, một cái kéo to dùng hai tay. Đấy, rất là mỏi, anh em chỉ cầm một cái tay như này. Đấy, các bác tỉa tán này, đấy, cây rất là ngon lành luôn. Thì em sẽ báo giá cho anh em cái dòng kéo tỉa tán này nhá. Giá cái dòng sản phẩm này quá rẻ luôn anh em ạ, 150.000 trên một con như này. Đấy, hàng made in US, hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan. Đấy các bác nhá. Đấy, con này thì 150k. Tiếp theo thì sẽ có thêm cho mọi người một vài cái dòng kéo cắt cành nữa. Thì cái mã kéo cắt cành cán gỗ này thì em mới về này. Đấy, mới về này. Con này rất là dày dẫn và đầm tay, hàng made in Japan, hàng made in Japan nhá. Đó, khóa của nó ở đây này mọi người nhá, khóa của nó ở đây. Đấy, lò xo đẩy ra rất là căng. Lò xo đẩy ra rất là căng. Và con này rất là dày dẫn cho mọi người. Mọi người dùng thoải mái luôn. Nó là dạng một thân như này, một thân như này, xong là ốp những cái cán gỗ ở đây, tán đình đồng rất là đẹp nhỉ. Đấy, rất là đẹp nha mọi người nhá. Thì con này đây, phần lưỡi của nó là như này nhá, phần lưỡi của nó như này, rất là sắc này. Đấy, rất là sắc luôn. Đó, thì cái mã này giá là 200.000 đồng anh em nhá, 200k đấy. Đợt trước là hơn 200k cơ, nhưng mà tính tròn cho anh em là 200k luôn đi. Đó, thì anh em lên mã giúp em là kéo cán gỗ. Đấy, kéo cán gỗ nhá, kéo cán gỗ 200.000 đồng. Ở đây thì giới thiệu tiếp theo một cái con kéo hàng Trung nữa, giá rẻ. Thì con này đến từ thương hiệu của Kabushi Japan, hàng made in Japan. Đấy, chất thép là SK5 mọi người nha, made in Japan, chất thép SK5. Thì ở đây là có những cái logo của nó được dập chìm này. Đấy, các bác lưu ý là cái mã này thì nó sẽ có những cái dòng thường nhá. Đấy, nhưng mà nó sẽ không có logo này đâu, và thêm một cái logo này nữa này là không có nhá, chứ dòng thường này. Đấy, hàng này là hàng của Kabushi Japan ở đây này, các bác thấy nhá, Kabushi Japan, mã là 8618 như này. Đấy, thiết kế cán là cán hợp kim nhôm, thiết kế những cái độ vòng cong như thế này, rất là cầm rất là vừa tay. Phần khóa của nó ở đây. Đấy, cắt rất là sướng, rất là nhẹ nhàng như này mọi người nhá, mà giá cực kỳ rẻ, chỉ có 150.000 thôi. Lưỡi của nó rất là sắc bén này các bác này. Đấy, lưỡi của nó rất là sắc bén này. Đấy, các bác thấy không? Đó, thì cái giá của sản phẩm này là 150k các bác nhá, 150k. Một sản phẩm tiếp theo nữa đó là một cái dòng kéo cắt cành của Nhật ở đây. Đấy, thì một cây như này thì vỏ của nó như thế này nhá mọi người nhá. Đấy, nó là có một ít cái dòng sản phẩm này thôi. Đấy, cái mã này thì em báo giá nhanh cho anh em là 200.000 đồng một cây kéo như này. Đấy, một cây kéo hàng made in Japan như này nhá mọi người nhá. Đấy, hàng made in Japan. Và thân của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn con này, cầm rất là sướng nhá, công nhận sướng thật. Gioăng là gioăng đồng. Đấy, gioăng đồng như này, phần lưỡi của nó đây rất là sắc bén nhá. Đó, thì cái mã này giá là 200k, anh em nào quan tâm thì liên hệ nhá. Đây là cái dòng kéo Nhật này. Ê, anh em lên mã giúp em là kéo đỏ trắng nhá, trắng đỏ nhá, thì nhân viên nó dễ chốt đơn cho mọi người. Kéo cắt cành trắng đỏ, kéo cắt cành trắng đỏ giá là 200.000 đồng. Rồi, ok, em vừa giới thiệu sơ qua cho anh em một vài cái mã sản phẩm của bên em. Thì anh em nào cần cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em nhé, để em có cơ hội để gửi hàng đến và có cơ hội để giao lưu với mọi người. Rồi, ok, anh em mới vào giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn toàn thể anh em.